Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì đơn vị tôi đang ở Kim Sơn, Ninh Bình. Chúng tôi đến nhà của bác Uông đang các vấn đề khảo sát hiện trạng đất và lên phương án thiết kế. Chúng tôi sẽ đo đạt để xem cái chi tiết của gia đình. Cách nhà cũ mấy mét? Cách nhà cũ 5 mét à? Ừ. 4 mét. Thế là đã có vết đấy rồi đúng không? Đấy đúng rồi đấy, chú đánh vết lên đi. Đúng để ý định hết rồi. Và em cứ kéo lên đến tận cổng đi, lên tận cổng xem là bao nhiêu mét để sau này còn trừ khuôn viên. Cứ lên đến tận cổng đấy. Bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét? Bao nhiêu? 85 mét. Đúng. Đấy, nhìn số đỏ cơ mà. Chị số đỏ này. Nhầm. 26 mét à? Nghĩa là làm xong là cô chú sẽ mua thêm đất nữa. Em nói mua thêm đoạn đất dài nữa. 26 mét chiều sâu ra đến vườn kia. Cô chú giới hạn vườn đến đâu nhỉ? Rất nhiều cây cảnh. Đây, đi đường. Cái núi này có chừa nó ra nó đi đâu? Có, cứ chú cho hết đến tận kịch đất đi, còn việc chừa sau này hè thì tính sau. Thì kiến trúc sư công ty sẽ lên phương án cụ thể. Đến mép. 15 mét. 15 mét. Thế là theo hồ thôi. Chiều sâu nhà không đến hết 15 mét. Trừ ra được 26 mét, 15 mét này. Rộng mênh mông. Kia vừa rồi là cô trừ 5 mét ở ngoài 5 mét ấy. 26 mét. Mấy lại 15. Thế theo hồ rộng. Là theo hồ rộng. Vâng. Thoải mái là vườn nhà vườn sao hết được đấy. Vâng. Rất rộng rãi. Vâng. Vâng. Đúng rồi, không gian như thế rộng thì cái này cô đẩy là và sau này nếu mà đằng trước nãy cô đẩy lùi ra ra này nữa. Nhất là cái cổng này sẽ mở rộng ra ra kia và cho khuôn viên nó rộng và thấy kia là có ao rồi đó, sân vườn. Còn phía đằng trước này của nhà mình ra đến đằng kia còn dài hơn ạ. Thế kia phải ủa kia phải phải khuôn viên này xong đẩy, đẩy bạt lên đẩy lùn này ra ra đến chỗ cái cây sung kìa. Và ra qua đấy qua cây na kìa, cây na và nó rộng rãi. Đây là ra đây này. Và vâng, ra mép đấy. Vâng, thẳng cái ra đến cái khuôn viên mép ao nhà mình kìa. Vâng. Cái đấy thì anh em cháu sẽ về lên phương án thiết kế lên cái khuôn viên tổng thể đất của nhà mình. Này cũng chịu khó lùng cây cảnh đấy nhỉ. Cái sung đẹp. Đấy, cây này mà làm nhà vườn cho vào chậu là đẹp mấy ly. Đây là cái khuôn viên bàn trà đạo nữa các bạn. Đó, khuôn viên uống trà của gia đình này. Khuôn viên tổng thể. Đây khu vực ao. Rất là thoáng mát. Vâng. Hai cây. Chú hai cây này chất đấy nhỉ. Hai cây này một đôi này chứ đấy. Thế Tuyền Phong. Đấy. Cây này cho lên khuôn viên nhà vườn là mới là đẹp. Cây này cây bên kia, hai cây hai bên. Nâng chậu đi. Cái này chú phải chăm phải bao nhiêu năm rồi đúng không ạ? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm này. Thế chắc có khách nào vào giả tiền mua chứ ạ?
cũng nhiều người hỏi mua mình cảnh bán đây này. Vâng. Còn cái cây này cây khế đấy ạ? À? Khế. À, khế mà. Cái khế xanh xanh Nam Điền. Công năng ghi các phòng rồi chứ không ghi gì. À, cái, em viết cho cô chú cái biên bản hợp đồng ghi nhớ giữa công ty thiết kế nhà đẹp với gia đình. Không gian nhà cũ của gia đình các bạn này. Đây là khuôn viên tổng thể xung quanh. Cái khuôn viên này thì tất cả các hệ thống cây cảnh thì sau khi có cái nhà mới thì gia đình xây dựng ở phía bên này các bạn. Phía bên này thì từ đây chiều sâu vào là 15m, từ đây lên phía cổng là 26m, rất là rộng rãi. Và trên cái phía bờ đây rất là rộng. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé. Trong video này chia sẻ cái hành trình của công ty thiết kế nhà đẹp vừa đi đến với khách hàng. Đây là khách hàng thứ 3 mà đơn vị tôi phục vụ trong ngày hôm nay. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.